Đột quỵ là tình trạng rối loạn chức năng tuần hoàn não, xuất hiện khi não bị thiếu máu cục bộ. Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể lấy đi tính mạng của người bệnh hoặc để lại những di chứng nặng nề về vận động và thần kinh nếu không được cấp cứu kịp thời. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có 15 triệu người trên thế giới bị đột quỵ, trong đó có khoảng 5 triệu người chết và 5 triệu người khác bị tàn tật vĩnh viễn. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, hơn 50% trong số đó bị tử vong và chỉ có khoảng 10% những người sống sót có thể phục hồi hoàn toàn, không có di chứng và không phải phụ thuộc vào người khác. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn gấp 4 lần so với nữ giới. Đáng chú ý, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng, trung bình khoảng 2% mỗi năm, chiếm khoảng 1/3 tổng số người bị đột quỵ. Thậm chí có rất nhiều người ở độ tuổi 20 hoặc trẻ hơn nữa cũng bị đột quỵ.